Kiều My. Đừng nói là cậu định một mình giết hắn ta. Đúng vậy. Ngươi hãy chuẩn bị trả giá cho những tội ác của mình đi. Cần thấy quán thật phi thường. Tên của ngươi là Gil May sao? Vậy tại sao không trở thành quỷ đi? Ta sẽ giết ngươi. Hơi thở đằng sau. Định trói ta sao? Thật ngây thơ. Cái gì? Ta không cắt được nó. Thanh kiếm của mình không thể phá được sợi xích đó sao? Nó được làm từ thứ gì vậy chứ? Đến tầm xa không được rồi, phải tiếp cận hắn. Nhanh quá. Hơi thở mặt trăng. Kiếm của ta. Sau 300 năm qua, ngươi là kẻ diệt quỷ mạnh nhất mà ta từng gặp. Yêu mày.